Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Zika Play và mình là Zika đây. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi đây và nói cho các bạn về những cái vấn đề cũng như những cái dự định của mình sắp tới trong sắp tới của game là Zika và cả Zika Play nữa. Ok, hãy kèm chờ mình tí để mình trang bị những cái khẩu súng đầu tiên để có thể một lát nữa thôi mình sẽ giao tranh với hai cái kẻ địch mà vừa nãy mình bay xuống đã nhìn thấy hai người gần đây rồi đấy. Nào nào nào, có một chút đồ đạc đây rồi. Ok. Thì ra mày chọn cái chết. Nhìn thấy một bạn nhỏ ở phía xa kia rồi. Nào, đi đâu? Nhảy đi đâu? Này, lag à? Sao bắn một lúc rồi mới chết nhỉ? Thôi, dẹp cái chuyện đấy qua một bên đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ kể cho anh em cùng nghe nhá. Thì trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có mở một cái giải đấu, đó gọi là giải đấu ao làng Free Fire. Giải đấu này mình sẽ định là tổ chức vào tối thứ bảy hàng tuần dành cho tất cả anh em viewer của game là dễ và cả đặc biệt là cả Zika Play nữa. Trước khi nói tiếp thì anh em nếu thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like và một comment ở phía dưới để cho mình, đó là một nguồn động lực giúp mình nhá. Nếu mà được hơn nữa thì anh em để lại một đăng ký kênh lại càng vui hơn nữa nhá. Ok. Mình có ý định là sắp tới vào những tối thứ bảy hàng tuần thì mình sẽ có những cái trận custom solo tử chiến hoặc là solo one shot rồi vân vân và vân vân, để cho mình sẽ tạo một cái sân chơi mới cho tất cả các bạn. Có thể là vào tối thứ bảy hàng tuần thì các bạn được nghỉ học rồi, các bạn có thời gian chơi game rồi lấy được những cái phần thưởng giá trị. Mình đang định tính là mình sẽ tặng các bạn chắc là kim cương thôi cho nó thực tế, hoặc là với cả cũng nhanh chóng trao thưởng. Giải thưởng thì cũng có thể rơi vào khoảng tầm cỡ mấy chục nghìn kim cương gì đấy. Oh my god! Nếu anh em nào ủng hộ thì nhiệt tình thì mình cũng có thể xem xét cái vấn đề sẽ cao hơn. Ui, từ. Đây, thằng ui chết rồi. Mình gắn nhầm một cái bản đồ. Nào. Bạn làm sao nhỉ? Rồi, bạn này di chuyển vào trong nhà rồi. Anh em phải bình tĩnh. Ui. Hơi bị gắt đấy, lại thêm một con người nữa, hai người nữa. Ui. Một nhóc. Nào, Nó nốt ra đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện như hai thằng đàn ông rồi nào. Nó ở cái tập chất. Nào, bên dưới một, bên trên một, nãy là ba thằng. Các bạn định chơi trò ba con mèo với một chú chuột à? Từ từ, mình phải xử lý cái bạn ở trên nóc nhà kia đã. Ui, thế mà không chết. Khó thực sự đấy. Nào. Anh em phải bình tĩnh, bởi vì là phía trước mình cũng có một người mà ở bên trái, bên phải mình cũng có một người nữa. Bây giờ mình đẩy xuống dưới thì bên trên bắn, mà bên đẩy bên trên thì bên dưới bắn. Trời ơi, có hai giao tranh, lại thêm một người nữa à? Ui, đông thế. Sao đông thế nhỉ? Mình thấy cũng một hai người thôi, bây giờ sao bây giờ ba bốn người nhỉ? Mình phải cầm luôn cái bạn trên nhà này. Di chuyển sang đây rồi, di chuyển sang đây. Dình mò đấy làm cái gì bạn ơi? Bạn ơi, mình xin nhá. Đồ quá anh em ạ. Ok, thì sắp tới thì mình cũng định là tổ chức như thế cho anh em. Có thể là mình sẽ phát trực tiếp trên kênh game là dễ nha anh em. Nếu anh em nào mà mình định là sẽ để cho anh em tham gia đăng ký vào chủ nhật hàng tuần, để có thể là anh em có thời gian thì có thể đăng ký, cũng như là anh em không bị bỏ qua những cái giờ mà đang đi học thì tự dưng ông này lại mở đăng ký thì lại khó khăn ra. Ok, rồi giờ mình sẽ chạy xuống dưới xem nào. Đây, cái nhà này tôi nghĩ là sẽ có người ở trong đây này, bởi vì ui vừa mới nói xong. Từ, phải di chuyển lên lui vào trong đã. Phải áp sát. Nhìn đi nhìn lại mình đã có 3 kill đấy. Nhanh thật. Nào, vừa nãy tôi thấy có một anh bạn thò lò ở đây, không biết giờ đi đâu rồi nhở. Này, tính ra là đây là lần đầu tiên tôi chơi game cho anh em xem đấy. Có một lần nữa thì là một trận solo với cả một bạn 2K10. Hôm nọ tôi cũng có đăng video rồi, nhưng ngày hôm nay thì tôi lại làm một cái video chơi game. Ui, đây. Thế chạy sát hơi khó bắn. Người bạn này cũng nhanh đấy, đặt chrono nhanh quá. Từ từ, tôi phải di chuyển lùi.
khác để có thể là nào nào đứng đấy vào đầu thế mà không chết. Giáp ba phải bình tĩnh em ạ, cái tình huống như này là phải bình tĩnh. Chạy đi đâu bạn ơi, theo cũng nhanh, đá bóng theo cũng nhanh, nhưng mà hết nhanh với tôi đây rồi nào. Ui lại bóng theo tiếp à, tôi định cho bạn thời gian hồi máu và bạn lại bắn tôi, thế là bạn không được rồi. Thế thì bạn phải đợi tôi hồi máu xong, cái tình huống như này thì bạn đã chuẩn bị phải nằm xuống với tôi đây rồi nào. Nào solo ra đây, ra đây solo này, ra chỗ rộng solo này. Đâu nhỉ? À, chạy nhỉ? Ui, bạn chơi thế là không được. Hai anh em đang đứng ngoài solo thì tự dưng bạn lại chạy mất. Ây giời. À, phía trước có cái ô tô kìa. Nào này, để mình đi vòng xe, mình bắt cái bạn này. Rồi, mình biết vị trí rồi. Có lẽ là bạn này cũng sẽ đẩy ra phía trước để có thể là móc mình đây. Đấy, biết ngay mà. Nào, bắt tiếp. Bạn cứ chờ mình tí. Đây. Ê, với các bạn là tôi đứng ở chỗ rộng. Tôi chưa được rộng vãi đái mà bạn này nó không, bạn không chịu chạy ra để solo. Đất rồi. Khó thế nhở? Bây giờ chẳng lẽ lại phải đẩy vào trong nhà để tìm bạn ấy thì lại câu chuyện nó lại diễn ra là nó lại hơi quá đáng một chút. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Đấy, được đấy, bạn làm tôi hơi cay rồi đấy. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi là đôi giày. Chạy đi đâu, vuốt tâm như thế ok chưa anh em? Ok. Chồng quả vuốt uy tín luôn phải không anh em? Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ đi tìm những người tiếp theo. Mình cố gắng cái clip đầu tiên này sẽ giành được top 1 và 10 kill chưa? 10 kill cho anh em luôn. Nhưng không biết có làm được không đây. Tại lâu rồi mình cũng không chơi game, mình toàn làm clip cho bên game là dễ, nên là thời gian trước thì mình cũng chả mấy khi chơi game mấy. Chắc là mình sẽ lấy con xe này xong rồi mình sẽ đi lượn quanh quanh để xem tìm người đâu. 10 kill mà, 10 kill trong một cái bán đấu này đơn giản mà anh em. Không biết cái khu này có không, tháp đồng hồ này là hay có người lắm này, nhưng mà mình sợ hơi đông thôi nên phải bình tĩnh. Anh em cứ đi sát vào tâm bo rồi, hoặc là đi sát ở ngoài mép bo sẽ tìm thấy người ngay mà. Đây rồi bạn ơi, bạn ơi, bạn đi đâu đấy, bạn đi đâu đấy? Bạn cho tôi một cơ hội, bạn cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời. Bạn ơi, đây, tôi hồi máu được rồi. Rồi, nào, bạn ra đây, tôi ngã bạn nhá. Nào. Ai giả đập kỹ thế nhở, giờ không thấy cái đầu nhú lên ở đâu luôn. Không thấy ở đâu luôn hả? Mình vẫn còn bong keo, mình không phải sợ. Ái giả, ui, bắn thế mà chưa chết kìa. Bực chưa? Khó chịu thực sự. Đây rồi, mình thấy có cái ba lô nhú ra dây rồi. Nào, bạn bắn đấy. Tiếp nào. Mày có mất 12 máu thì sao phải nấp nhỉ? Tôi đang đi như này đấy, đi như một con boss rồi đấy. Thế mà còn không dám bắn à? Lại phải đẩy lên đây rồi. Tôi thấy cái người thò ra này. Mấy cái bạn này nhát nhỉ? Từ, lại phải mất hồi máu rồi. Nhanh nào, thí sinh này nhanh nào. Còn đang cho dành slot cho các thí sinh tiếp theo. Vẫn ngồi đó đúng không nhỉ? Sao tôi không thấy đâu nữa nhỉ? Đây.
Cứ phải bình tĩnh, cứ phải bình tĩnh. Này, này chó điên. Chó điên 005 hay cái gì ấy. Ôi, tâm chưa kịp đọc. Bạn này là chắc là đàn em của tài chó điên. Đấy xa. Ok, thế là được, cũng được 5 kill rồi. Còn 5 kill nữa thôi. Mục tiêu ngày hôm nay đó là top 1 và 10 kill. Xem nào, xem bạn này có những cái gì để mình nhặt qua qua một chút. Thôi mình chuyển qua bạn AK đi. Rồi, lên xe đi tiếp nào anh em. Nào, ai sẽ là người được may mắn tiếp theo trong ngày hôm nay đây nào? Để mình đi ra lui cái phía cái thính này xem có cái gì không. Ái da, có người, xe đến, ái da, ôi tí nữa thì trúng rồi. Nào, bạn chạy đâu, bạn chạy đi đâu, bạn chờ tôi. Bạn ơi, đừng đi, bạn ơi, đừng đi. Nhú cái đầu lên này, nhú cái đầu lên, nhân xì bo ơi. Nhân xì bo sao lại ngồi như thế này, hở mỗi cái đầu dễ bắn quá. Ui, bạn này nhiều bom keo chưa nhỉ? Ok đấy, cảm ơn bạn Nhân nhá. Cảm ơn bạn Nhân xì bo nhiều nhá. Ui, bạn mang đồ đến cho mình, ui, đáng yêu thế chứ lại. Rồi, lên xe, đi tiếp. 4 người nữa thôi. Còn 7 người. 7 người trong đó có mình nữa là 1. Thế là còn 6 bạn nữa. 4 bạn nữa thôi là đạt được cái mục tiêu rồi. Và một cái top 1 nữa thôi. Ôi ôi. Chết, đi hơi lỗi, xem cái tính này có cái gì không. Cũng chả, mình cũng không cần cái gì trong tính này mấy. Cái bo này là bo cũng bé rồi đấy. Cái bo này là con bé, bo cũng bé rồi mà chưa thấy có bạn nào xuất hiện nữa nhở. Ui, còn 6 bạn nữa thôi đấy. Nào các bạn ơi, các bạn ở đâu hãy ra đây solo nào. Mình đang đi ở giữa bo rồi đấy. Mình muốn thực sự một trận đấu có nhiều cuộc giao tranh diễn ra. Đâu nhở? Đi lượn lại ở cái map bo này 3 vòng ở đấy mà chưa thấy có bạn nào ở đây cả. Ôi giời ơi, khó khăn quá, khó khăn quá. Muốn giao tranh làm cái thử thách top 1 10 kill mà khó quá. Đây, để mình lượn xuống đây xem nào. Gửi cho các bạn nấp kỹ thật đấy. Các bạn chơi mình à? Chơi núp thế. Đây rồi. Ui, còn vừa một tình huống vừa headshot đến từ Thế Anh thì phải. Hình như mình nhìn không nhầm, đó là đến từ một bạn tên là Thế Anh. Đây, Thế Anh ơi, tới đây. Thế Anh ơi. Anh đặt một keo hơi nhanh đấy, nhưng cái bo này bà rồi. Bo này đang bo hơi đau nên là thôi. Để cho bạn Thế Anh ở ngoài bo, mình xin phép vào bo trước. Ok. Mình nhìn thấy cái gì này? Cào cào sao lại ngồi ở đây nhở? Con cào cào phải ngồi ngoài đồng chứ, sao lại ngồi ở trong nhà này? Bay lạc thì phải chết thôi. Đâu bạn gì ngồi trên nóc nhà ra đây nào? Ái giả chạy à? Bạn định chạy đúng không? Mình đâu có để bạn chạy được. À, bạn bắn mình, bạn chờ đấy, đợi mình vào bo tí, Đây rồi, bạn ơi, bây giờ bạn vào bo kiểu gì hả bạn ơi? Nào, bom keo cũng nhanh. Nào,
Tôi bạn solo 1-1, tôi từ bé, từ lớp 1 đến lớp 5 giờ chưa sợ bố con nào. Như thế mà không vào đâu. Chạy đâu đấy? Vào rồi kìa. Không, khỏe thế nhở? Bắn rát quá, bạn này bắn rát quá. Ui, một bên khác bắn. Ui. Trời ơi, mới được nằm ở top 4. Cày thế nhỉ. Ok, video của mình cũng kết thúc tại đây. Hy vọng anh em sẽ để lại cho mình một like, một comment ở phía dưới. Đặc biệt, hãy để lại cho mình một đăng ký kênh giúp mình đạt được 10.000 sub trong thời gian sắp tới nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.